Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn về cái cách mà chúng ta điều chỉnh cục bột khi mà chúng ta làm full set nha các bạn. Ok, thì trong cái quá trình mà đắp bột á, thì hôm nay mình sẽ đắp một cái bột màu hồng lợt cho người khách này. Thì trước tiên nhất á, là nếu như mà một người khách mà họ lựa màu, mà họ phân vân á, thì mình cũng khuyên với các bạn là chúng ta cố gắng nên thử lên một cái món tip để cho khách họ coi cái đã. Đây là một cái kinh nghiệm mà mình đã làm và đã trải qua thì mình muốn chia sẻ thôi. Thì muốn người khách họ đồng ý với cái màu mà họ lựa, mà họ rất là phân vân rất là nhiều màu, thì chúng ta nên cố gắng thử lên những cái tip của chúng ta để cho khách họ coi. Nếu mà họ đã ok rồi thì chúng ta tiến hành làm. Như vậy thì người khách họ còn không có quay lại là bán vốn chúng ta là do chúng ta lựa màu cho họ như thế này thế nọ. Đấy, thì sau khi mà làm xong thì họ cũng không có nói là thích hay không thích, tại vì đó là cái màu mà họ đã lựa rồi, họ cũng không thể nào mà từ chối với cái màu đó được vì họ đã lựa. Ok, đó là cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ thôi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách mà chúng ta điều chỉnh cái cục bột khi mà chúng ta bỏ cục bột lên tay của khách nha các bạn. Đây các bạn thấy không, mình luôn luôn lúc nào mình cũng thử cho khách coi cái đã, để họ coi được cái màu đó như thế nào và họ ốm thử lên cái bàn tay của họ nhìn coi như thế nào. Thì họ đã ok với cái màu họ lựa rồi thì chúng ta mới tiến hành chúng ta làm thôi. Như vậy thì nó sẽ dễ dàng cho công việc của chúng ta hơn. Đấy, mình luôn luôn lúc nào mình cũng thử cho họ coi cả. Cho họ coi cái đã, ok hết thì chúng ta tiến hành làm. Thì trong cái quá trình mà chúng ta đắp bột á, các bạn nhớ một điều, cố gắng đừng lấy quá nhiều nước. Vì sao? Vì khi mà các bạn lấy quá nhiều nước, các bạn bỏ cục bột lên nó sẽ rất là dễ bị chảy. Và lúc mà nó chảy thì chúng ta không thể nào control được cái cục bột đó. Và nên lưu ý vấn đề đó. Ok, thì bây giờ mình tiến hành đắp nha. Đầu tiên thì các bạn lấy cục bột các bạn đây. Đầu tiên thì chúng ta lấy một cục bột, chúng ta bỏ lên. Khi mà chúng ta bỏ lên, các bạn nên cố gắng chú ý đừng bỏ sát vùng da quá, vì cục bột của chúng ta ướt, cho nên khi mà chúng ta bỏ lên mà chúng ta để sát dòng da quá thì nó sẽ tràn vào bên trong da liền. Các bạn cố gắng để xa da ra và sau đó chúng ta đẩy nhẹ vào, thì cái độ đẩy nhẹ của chúng ta nó sẽ làm vừa phải cho cục bột chảy vào bên trong và nó không tràn lên da các bạn. Và nhớ một điều, khi mà các bạn đắp cố gắng chúi cái ngón tay của khách xuống. Vì sao? Vì khi mà chúng ta chúi như vậy cục bột nó sẽ chảy được tự do các bạn. Khi mà nó chảy tự do như vậy cục bột nó rất là mịn. Và khi mà nó chảy như vậy thì các bạn chỉ chú yếu vào hai bên thôi các bạn, tức là hai bên ngón tay của khách, các bạn chú ý vào hai bên đó và chúng ta chỉ cần dỗ nhẹ hai cục bột vào hai bên lại, đừng để cho nó tràn hai bên. Đó là chúng ta điều chỉnh cục bột. Khi mà các bạn cố gắng điều chỉnh cục bột mà các bạn cứ đập ngay chính giữa thì thành ra bột nó sẽ bị tràn qua hai bên và nó tràn lên da các bạn. Và cho nên chúng ta nên chú ý cố gắng đừng có đập cục bột ngay chính giữa nhiều, vì đập cục bột ngay chính giữa nhiều bột nó sẽ tràn qua hai bên. Chúng ta chỉ tém hai bên vào, chúng ta chỉ dùng cọ. Các bạn dùng cọ, các bạn nhớ điều này, các bạn dùng cái thân của cái cọ để chúng ta tém cục bột vào. Các bạn đừng có dùng cái đầu cọ nha, các bạn dùng thân của cọ để các bạn tém bột. Khi mà các bạn tém bột vào bên trong bằng cái thân á, thì cục bột của chúng ta dù nó có hơi khô thì nó cũng vẫn đi được các bạn. Còn mà các bạn dùng cái đầu cọ thì cái đầu cọ của chúng ta nó sẽ làm cho cục bột của chúng ta nó bị sọc đi các bạn, tức là nó không được mịn nữa. Tại vì cái đầu cọ khi mà các bạn ấn xuống thì cục bột nó sẽ bị lồi lõm các bạn. Cho nên các bạn cố gắng dùng thân của cọ để các bạn đắp. Các bạn dùng thân của cọ, các bạn tém hai bên vào. Và sau khi ra tới ngoài đầu móng, nếu dư bột thì chúng ta cắt thôi. Đó, chúng ta dùng cái cọ của chúng ta đè nhẹ xuống để cắt cục bột bên ngoài. Các bạn nhớ nha, khi mà đắp bột cố gắng làm sao mà chúng ta nhìn á, cục bột của chúng ta nó, nếu như mà chỗ nào thiếu á, thì các bạn cứ bỏ một cục nhỏ vào để các bạn lắp vào cái chỗ thiếu đó để cho nó đều lên. Đừng để cho nó thiếu bột, vì thiếu một lát nữa các bạn dũa xong rồi cái chỗ phần thiếu đó nó sẽ bị lõm xuống các bạn. Nhìn nó sẽ rất là mất thẩm mỹ. Các bạn nhớ nha, chúng ta bỏ cục bột nhẹ lên cái phần vòng da và chúng ta đẩy vào bên trong. Đừng có để sát vòng da, các bạn để xa vòng da ra một tí để các bạn có thể đẩy nhẹ vào bên trong. Còn mà các bạn để gần quá thì không cần các bạn đẩy nữa mà bột nó sẽ bị tràn lên da. Đấy. Và thêm một phần nữa là các bạn đập cục bột thì nó sẽ bị tràn thêm. Đó các bạn thấy không? Mình để cục bột lên, kéo nhẹ cho nó chảy hết đều món. Và sau đó chúng ta chỉ điều chỉnh hai bên. Chúng ta cố gắng điều chỉnh hai bên. Đấy. Khi nào mà cái phần hai bên của chúng ta nó thiếu bột, các bạn cứ đè cái phần chính giữa.
đè cục bột chính giữa để cho cái bột của chúng ta nó lon qua hai bên lại. Và nhớ cố gắng khi mà các bạn đập bột á, đập bằng thân cọ chứ đừng đập bằng đầu cọ nha. Vì khi mà chúng ta đập bằng đầu cọ thì cục bột của chúng ta nó sẽ bị đùng lại và nó sẽ có chỗ thiếu và có chỗ dư. Đấy, cho nên các bạn cố gắng dùng thân của cọ đập thì cục bột của chúng ta nó sẽ mịn hơn các bạn. Đây các bạn lấy một cục bột nè, mình để lên này nha, mình để bột lên, dở nhẹ cọ lên, dở nhẹ cọ kéo xuống và chúng ta chỉ đẩy nhẹ vào bên trong, đẩy nhẹ vào đó, đẩy nhẹ vào và chúng ta vừa đập vừa kéo hai bên xuống, vừa đập vừa kéo hai bên, tức là vừa đập vừa kéo xuống và chúng ta cũng vừa tém cục bột vào bên trong, đừng để cho cục bột nó tràn qua. Cho nên chúng ta dùng cái thân của cọ của chúng ta để các bạn đập, vừa đập và vừa kéo xuống và các bạn vừa tém cục bột vào bên trong để cho cục bột nó không có bị tràn, bị tràn qua hai bên quá nhiều. Khi mà bị tràn qua hai bên quá nhiều á thì cái bột, cái ngón tay mà các bạn đắp ra nó sẽ bị bè, nhìn nó rất là xấu các bạn, và lúc đó các bạn sẽ rất là mất công để các bạn dũa xếp. Đấy các bạn nhớ, thế các bạn thấy không, lúc nào mình bỏ cục bột lên cái chu trình rất là dễ. Lấy cục bột để lên ngón tay, đẩy nhẹ vào vùng da. Các bạn đừng đẩy cục bột trước, xin lỗi các bạn. Các bạn để lên ngón tay, các bạn dở nhẹ cọ kéo ra ngoài đầu ngón tay và sau đó các bạn chùi cái cọ nhẹ ra. Rồi sau đó các bạn dùng cái đầu cọ các bạn đẩy nhẹ bột vào bên trong vùng da. Và sau đó chúng ta lấy một miếng nước liquid để các bạn thấm cọ cho cọ ướt, thì chúng ta đập dùng cái thân của cọ các bạn đập xuống. Đập khi mà các bạn đập cục bột á thì các bạn cố gắng đập hai bên, tém vào hai bên. Vì khi mà cục bột nó chảy là nó sẽ chảy về hai bên. Vì sao? Vì cái móng của chúng ta nó khơ các bạn, móng nó tròn. Cho nên cục bột ngay chính giữa nó ướt nó sẽ tràn qua hai bên. Cho nên chúng ta chỉ cố gắng tập trung vào hai bên nhiều hơn là phần chính giữa. Phần chính giữa của ngón thì các bạn chỉ tập trung khi mà các bạn bị tràn, bị thiếu bột hai bên thì các bạn mới tập trung vào hai ngay chính giữa. Ok, thì thôi video này mình sẽ tạm dừng tại đây. Hy vọng là các bạn sẽ thích video của mình nha. Nếu thích thì đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.